Xã Trà Linh hiện có gần cả ngàn hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh. Trồng sâm đã khó, bảo vệ sâm giữa rừng già càng khó hơn. Phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm bảo vệ rừng chuyên trách để giữ sâm, bà con trong làng thành lập tổ tự quản để bảo vệ sâm. Cứ 15 hộ đồng bào xe đăng thành một tổ, chia phiên canh trực 5 ngày một phiên. Nếu phát hiện đối tượng là mặt xâm nhập vườn sâm, sẽ phát cảnh báo để lực lượng chức năng xử lý. À, thôn 3 xã Trà Linh là chia ra thành 12 nhóm hộ, trong đó là có nhóm trưởng nhóm phó và thành viên thì trong khi phân chia ca trực thì ban ban ngày thì ba đồng chí còn ban đêm thì sáu đồng chí của đôi ca luân phiên để bảo vệ cây sâm khỏi mắc trộm Trước đây, tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My diễn ra rất phức tạp. Từ khi có công an chính quy về xã, tình trạng trộm sâm có phần giảm dần cơ quan công an đã khởi tố hàng chục đối tượng. Hiện nay trên địa bàn xã Trà Linh, công an xã đã tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng có tiền án tiền sự, đồng thời phối hợp với các tổ tự quản để hỗ trợ người dân quản lý, bảo vệ xâm, tài sản lớn của bà con. Công an xã Trà Linh đang quản lý 16 đối tượng nằm trong diện tù tha về. Cái vấn nạn về việc tổng cắp xâm vẫn còn sẽ ra tương đối. Cái vấn nạn xâm giỏ hiện nay cũng đang đoàn những hết sức là phức tạp. Những vườn sâm được trồng mở rừng sâu, khi mất trộm, việc điều tra bắt giữ đối tượng rất khó khăn. Tại huyện Nam Trà My, ngoài các doanh nghiệp thì có hơn 1.200 hộ gia đình huyện Nam Trà My, trồng được 1.600 hectare. Cùng với phương thức bảo vệ truyền thống như bằng bẫy, trông, hầu hết các hộ trồng sâm đã xây dựng hàng rào điện tử rất hiện đại để bảo vệ sâm. Tuy nhiên, nhờ có công an chính quy và tổ tự quản bảo vệ sâm nên tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh có phần giảm hơn trước. Xã thì địa hình rất là rộng nên lực lượng năm chí thì rất là mỏng. Thì nhờ cái tổ này để cái việc đảm bảo an ninh trật tự thì được quán xuyến chặt chẽ hơn. Thêm một đêm canh trực tại chốt bảo vệ sông của người dân thôn Ba, xã Trà Linh. Ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ sâm Ngọc Linh, những tổ tự quản như thế này còn là tai mắt của lực lượng kiểm lâm trong việc bảo vệ rừng. Bởi giữa rừng thì mới trồng được sâm. Đêm tới sườn núi Ngọc Linh, tiếng còi báo động lại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng của rừng già. Những người trồng sâm lên đường canh trực để bảo vệ loài dược liệu quý được xem là quốc bảo sâm Ngọc Linh, sản phẩm của quốc gia.